hôm đấy học đi thì lại học lại để sang những chỗ nào mà mình lõm ấy thì bù cho đầy. Và cô hôm nay thì cũng nghe sinh hoạt xin thầy cả lớp đã hơi chút thì là mấy lần thì học mấy khóa đấy thì rất là thèm có bệnh nhân thì tôi đã chữa ở trên Ba Đình cho các bệnh giảm từ 470 sinh hoạt ở trên Ba Đình ấy, thì về những cái bệnh về xương khớp đau vai cổ không quay được ép thì bệnh ngay không quay được để sản thì cũng mấy động tác là mình không thể quay được. Nhưng mà anh muốn chia sẻ hôm nay thì như yêu cầu là thế thôi, tôi đã đi làm ở cái phòng khám cùng với cô bạn nhờ chữa về tây y hiếm muộn vô sinh thì mình làm chỉ có mấy cái rùi rùi mà người ta cũng không thể thông được cái quả trứng của người phụ nữ khi bị tắc. Do đó cô bạn mà là cái chân của mình nó đi lượng như thế này mà mình không làm thì là thế đến tuổi đấy rồi nhưng mới đi làm thế thì có một cái rất là vui là như này, khi mà hai vòi trứng bị tắc có người bị tắc một bên vòi trứng thì có những cháu mà 5 năm 10 năm không có con thì đồng với cái thuốc mà tây y cho, nhưng mà mình nhớ lời thầy là khi mình diện trần những cái mà phát đồ các thầy cho mình thì mình vận dụng vào đấy thì chỉ khoảng 2 ngày là thôi và tiêu cả những cái ứ của quả trứng của người phụ nữ. Thế là về cụ thể thì nó cũng nhiều lắm, bởi vì bây giờ đi làm ở phòng khám thì bệnh nhân nó rất là nhiều, thế nên là từng việc cụ thể thì chưa báo cáo được với thể hội với cả lớp. Thế chỉ có cái là bây giờ thì thấy kết quả cụ thể ngày mai này kia này kia, tức là từng bệnh nhân đến thì người ta báo lại cho mình là cô ơi như thế này như thế kia, thì chưa biết là có phải kết quả của mình không, nhưng tây người ta kiểm tra ngay, tại vì cùng một cái phòng khám đấy tây người ta kiểm tra ngay và được ở đấy chứng đang mọc và gác để bơm. Thì mấy hôm nay thì các bạn đê các cháu từ 7-8 tháng tuổi và con dãi yêu con dai mà thích con dai kẻ con dai thì đến rất nhiều và mình rất là vui khi các cháu có được cái thành quả đấy. Mình hy vọng rằng là với cái diện trần của mình góp sức vào với lại tây y để giúp những người mà hiếm muộn này rồi là kiểu như vô sinh lần hai hoặc là những gia đình mà cháu có hai con gái rồi thèm con trai, rồi cháu có hai con trai rồi nhưng rất là thèm của cô không chua chẳng hạn như thế thì là mình rất vui. Tức là khi mà làm về vô sinh như thế thì cũng có người được cô hôm nay cháu lạnh quá, người cháu đau đầu quá thì cũng mấy cái rùi thế là nóng hết cả lên. Thế và đang thiên về như là dám sau văn như là nhiều dậy thì ấm ngay tại trận và ấm ngay tại chân. Chi tiết bác làm như nào?